rất nhiều lo lắng đã được đề cập tới trước khi đội tuyển Việt Nam vào cuộc với Jordan ở trận đấu có tính chất quan trọng trong hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Nhưng cuối cùng, các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã giải tỏa những nỗi lo này sau màn trình diễn trong 90 phút trên sân Thống Nhất tối qua. Lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và có tốc độ của đội tuyển Việt Nam ngày một được các cầu thủ trẻ vận hành trơn tru và ăn ý hơn. Điều này không đến từ sự ngẫu nhiên hay mang yếu tố phong độ nhất thời của các cá nhân, mà nó đến từ sự tự tin, chững chạc, dám chơi và dám thể hiện mình. Dù đội tuyển Việt Nam có tới 7 cầu thủ dưới 22 tuổi trong số 14 chân sút được ra sân, cũng sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc tới thủ thành Đặng Văn Lâm. Tân binh của đội tuyển Việt Nam đã có màn chào sân đầy ấn tượng qua hai tình huống cứu thua xuất thần và sự tỉnh táo trong xử lý tình huống. Văn Lâm đem đến cảm giác yên tâm cho các đồng đội trong hệ thống phòng ngự, và đây là phát hiện giá trị nhất của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. So sánh với các trận đấu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những lời động viên, dù không có được bàn thắng nào và chỉ có được điểm số tối thiểu trước Jordan. Bởi ít nhiều, họ đem đến sự tin tưởng và kỳ vọng vào một tương lai tốt hơn của đội tuyển Việt Nam trong suy nghĩ của người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành được mục tiêu, đã chơi tốt ở trận đấu với Jordan, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hành trình của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 trở nên suôn sẻ hơn, bởi ở bảng C đã xuất hiện những diễn biến đầy bất ngờ. Chiến thắng tối thiểu của Campuchia trước Afghanistan được ví như một cơn địa chấn, và nó khiến cục diện bảng C trở nên thực sự khó lường trong các lượt đấu còn lại, khi Campuchia với điểm số và thứ hạng hiện tại không còn bị coi là đội bóng lót đường. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Leonardo Vitorino đã có thể mơ mộng. So sánh tương quan lực lượng, Campuchia vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng C, nhưng chiến thắng có phần may mắn của họ trước Afghanistan nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng rằng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, và lời cảnh báo mang tên Campuchia rất cần được đội tuyển Việt Nam thực sự chú ý. Với những diễn biến mới nhất ở bảng C, có thể khẳng định hành trình của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 đã trở nên thực sự khó khăn hơn. Sự hứng khởi của Campuchia và nỗ lực tìm kiếm cơ hội trong thế đường cùng của Afghanistan chắc chắn sẽ đem tới rất nhiều thử thách cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, và nếu không có được sự tập trung tốt nhất, giấc mơ mang tên Asian Cup của đội tuyển Việt Nam rất có thể sẽ trở nên xa vời.